5 triệu đối với mình như là con số thiên văn, căn bản là không thể trả nổi. Lẽ nào mình chỉ có thể dương mắt nhìn những kỹ thuật truyền thống này phai mờ theo dòng chảy của thời đại sao? Ba, con xin lỗi. Ngôn Hạ, cô chưa nộp bản thảo thiết kế để rời khỏi công ty, cô có biết đang vi phạm hợp đồng không? Chủ tịch Đinh, nếu anh muốn kiện tôi ăn cắp bản quyền vi phạm hợp đồng, vậy thì anh kiện đi, tôi chẳng sao cả. Lẽ nào cô không sợ mất 5 tháng nhạt nhòa sao? Tôi đã mất rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Chủ tịch Đinh, tôi không cần anh quan tâm tôi, cũng không cần anh thương hại, càng không muốn dính dáng gì tới anh nữa. Ngôn Hạ, anh không hiểu là tôi nói sao? Từ khi anh xuất hiện tôi bắt đầu đen đuổi. Tôi không phải đồ chơi của mấy người có tiền các anh. Tôi cũng không chơi nổi. Đúng, nhà tôi nghèo, không có tiền. Nhưng mà tôi có khí phách. Nếu anh còn chút lương tri nào thì mời anh rời khỏi đây lập tức, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho tôi, được không? Dùng cách này chắc có thể kích thích tiềm năng thiết kế của Ngôn Hạ. Chủ tịch Đinh, tôi nghe giám đốc Mộc nói 3 ngày nữa sẽ phải thi, có chuyện gì vậy? Cô chuẩn bị nghênh chiến chưa? Chủ tịch Đinh, không cần thi nữa. Tôi đã biết kết quả cuộc thi rồi. Tôi giơ tay xin hàng. Niềm tin gì 5 tháng nhạt nhòa cô luôn giữ chứ? Khi kỹ thuật thủ công được lưu truyền, vậy tại sao cô lại ứng tuyển lập thiết kế của DL? Chủ tịch Đinh, anh đang làm phiếu điều tra sao? Không phải cô muốn làm rạng rỡ kỹ thuật may giá thủ công truyền thống của Trung Quốc sao? Đó là anh đoán thôi. Cho dù có là tôi đoán, nhưng cô không thể phủ nhận cô muốn trở thành một nhà thiết kế chân chính. Nếu phải, xin cô hãy dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân. Mặt Trần, tôi muốn mời cậu làm người mẫu cho Linh Sang. Anh đưa ra quyết định như vậy không phải là muốn Ngôn Hạ nhận thua. Chuyện này cậu không cần bận tâm, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tôi là được. Được thôi, thưa chủ tịch Đinh. Vậy đã có sắp xếp gì về người mẫu cho Ngôn Hạ chưa? Chuyện này không liên quan tới tôi. Giang Hiếu, nếu Ngôn Hạ không giành được thắng lợi lần này thì cũng không thể chắc chắn thiết kế của Linh Sang có thể thành mục tiêu lên sàn của DI. Cậu không cần quan tâm tới việc của tôi. Được thôi, vậy tôi xin được nói vài câu, anh đừng ghen tị. Tại sao tôi phải ghen? Linh Sang và tôi đã gần gũi tới mức này, ngộ nhỡ tôi tin cậu. Đừng, chuyện tình cảm rất khó nói trước. Đến tôi còn không dám tin vào bản thân mình. Tôi tin tưởng Linh Sang, tự cô ấy sẽ biết chừng mực. Giang Hiếu, liệu anh có quá tự tin không? Tình cảm không phải như con số có thể đong đếm được. Được rồi, không cần nói về vấn đề này nữa. Đợi đi ai thành công lên sàn hãy bàn tới chuyện tình cảm. Quả thật tôi rất tò mò anh sẽ xử lý chuyện này ra sao. Bản thân cứ tập trung thiết kế mà quên mất phải lo tìm người mẫu. Không có người mẫu làm sao có số đo được đi. Cuộc gọi của Ngôn Hạ nhất định là muốn mời tôi làm mẫu. Cậu biết phải nói gì rồi đó. Alo, Ngôn Hạ có chuyện gì? Hứa Mặt Trần, em cần anh giúp việc này. Không biết anh có đồng ý hay không. Gọi anh làm mẫu cho em phải không? Thông minh. Đừng khen anh vội thế chứ, biết đâu lại hối hận. Em nói thật lòng mà. Em còn chưa nói câu nào, anh đã đoán ra rồi. Nhưng câu trả lời của anh có thể sẽ khiến em thất vọng đấy.
Chẳng lẽ giám đốc Mộc đã tìm tới anh? Đây không phải là chuyện chúng ta có thể đem ra bàn luận. Còn về người mẫu, anh có thể giới thiệu cho em một người là ai? Người đó nếu so với anh thì cũng không thua kém gì nhiều, lý lịch cũng không tệ. Nhưng người đó là dân nghiệp dư. Nhưng anh tin rằng qua bàn tay của em, không lâu nữa có thể thành người mẫu nổi tiếng. Được, vậy anh cứ giới thiệu cho em đi. Đinh Văn Hiếu. Anh ta. Thôi vậy, thôi không cần đâu. Nhìn cái mặt lạnh lùng như băng đó, một chút tương tác cũng không có. Nếu để anh ta lên sàn diễn thì chắc chắn khán giả cũng biến thành băng luôn mất. Em không muốn thiết kế của mình bị anh ta làm hỏng. Dù sao cũng cảm ơn anh. Em sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Cô ta nhờ cậu giúp đỡ, tại sao cậu lại không giúp? Bởi vì tôi cảm thấy anh là một lựa chọn không tệ. Có phải cô đang lo lắng về việc tìm người mẫu? Anh biết đọc tâm thuật, nếu không thì đừng đoán mò. Không biết đọc tâm thuật nhưng mỗi lần đều đoán chính xác, có phải không? Tôi không quan tâm những lời anh nói. Cô cũng đừng cứng đầu nữa. Về việc làm mẫu tôi có thể giúp cô. Đừng nói anh định tự đề cử mình. Sao? Không phù hợp sao? Cao to, chân dài, tỷ lệ cơ thể cũng chấp nhận được. Nhưng còn một khuyết điểm, cái bản mặt của tôi phải không? Bước lên sàn, khán giả sẽ nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của tôi. Không phải mình đã nói như vậy với mặt trần sao? Tôi còn biết hiện giờ cô đang nghĩ, có phải mặt trần đã bắn đứng cô không? Sao anh biết? Mặt cô đang viết lên kìa. Giám đốc Đinh, tôi không có thời gian ba qua với anh. Tôi không nói nhiều với cô làm gì. Tôi tới đây là bàn công việc. Tôi tin là điều kiện của tôi tốt hơn nhậm hút rất nhiều. Đừng tự cho mình hơn người nữa. Tôi không muốn rước quả vào đâu. Quả gì chứ? Là cô đừng giả vờ thảo mai nữa. Lấy đâu ra tư cách dụ dỗ người đàn ông của tôi? Muốn mượn cơ hội gia nhập đi ai để câu dẫn sao? Một bước lên mây hay sao chứ? Cô có thể qua mặt tất cả mọi người, nhưng mà không thể qua mặt được tôi. Giám đốc Đinh, vì việc tìm người mẫu tôi tự tìm cách, không cần anh phải bận tâm đâu. Tôi còn việc phải làm rồi. Dám lấy công việc làm lý do thì ra là muốn bí mật hẹn hò, hại mẹ lo lắng bất an. Sao lại không phải Hứa Mặt Trần? Là cậu ta định tới phá hoại chuyện tình cảm của nó. Xem tôi trị cậu thế nào. Cậu này, sao lại không biết xấu hổ vậy? Cậu rõ ràng biết Công Hạ đã có người trong lòng, sao cậu vẫn chen vào phá hoại? Dì à, dì hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm. Dì khai năm rõ 10, sao có thể hiểu lầm được đây? Giờ này là mấy giờ rồi? Đã 12:15. Cô nam quả nữ ở chung một căn phòng, cậu có thể hiểu lầm sao? Cậu đã làm gì với Công Hạ nhà tôi? Cháu không làm gì hết. Tôi nói cậu biết, hôm nay tôi không tha cho cậu đâu. Dì à, tên nhóc này, đứng lại cho tôi. Dì ơi, dì bình tĩnh lại. Đừng chạy. Dì à, nghe cháu giải thích đã. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con tránh ra đi, để mẹ dạy dỗ cậu ta một trận. Con có chuyện gì không? Để mẹ giải quyết thay con. Con không làm sao hết. Sao có thể như vậy được? Thực sự không có mà mẹ. Làm sao có thể như vậy? Con nhìn đi, giờ đã là mấy giờ rồi? Phàm là người có liêm sĩ đều biết giữ danh tiết cho người con gái. Cũng may là hôm nay bị mẹ bắt gặp. Nếu bị người khác nhìn thấy rồi bị đem ra bàn tán thì làm sao? Nếu truyền tới tay con rể Hứa Mặt Trần của mẹ, con xem nó sẽ nghĩ thế nào. Mẹ, mẹ đang nói bừa gì vậy? Mẹ nói bừa? Mẹ nói sai câu nào sao? Mẹ, tiểu tử kia, tôi nói cậu biết, sau này đừng mơ dụ dỗ Công Hạ nhà tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Mẹ đừng nói nữa. Cái gì?
Sao con còn nói đỡ cho hắn? Con bé ngốc đi. Mẹ đừng hét nữa. Ngoài đường, trong ngõ đừng nghe thấy hết đó. Tốt. Hôm nay con phải giải thích rõ ràng cho mẹ. Đi đi. Thôi vậy. Chủ tịch Đinh, lời mẹ tôi nói anh đừng có để bụng. Mãi chỉ miệng nói vậy thôi nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Tôi thay mẹ tôi trịnh trọng xin lỗi anh. Tôi không hẹp hòi thế đâu. Chuyện này cô không cần lo. Chuyện cô cần lo bây giờ là cuộc thi. Sao nào, tìm được người mẫu chưa? Vẫn chưa. Bây giờ còn cách cuộc thi chỉ còn chưa tới 36 tiếng đồng hồ nữa thôi. Có kịp không? Chỉ cần giải quyết được chuyện người mẫu, tôi nhất định sẽ kịp. Ý câu này của cô là chủ tịch Đinh, tôi muốn mời anh làm người mẫu của tôi. Đây là thay đổi 180 độ đấy. Sao cô biết được tôi sẽ đồng ý? Mẹ tôi nói khó nghe như vậy anh cũng tha thứ cho bà ấy được. Chút chuyện nhỏ này nhất định anh sẽ không để bụng đâu. Chắc chắn như vậy sao? Không phải tôi chắc chắn, mà là chủ tịch Đinh có thể bao dung. Nếu không sao không có được vị trí chủ tịch như bây giờ. Tôi tin anh nhất định sẽ đồng ý. Thiết kế của cô có rất nhiều yếu tố Trung Quốc. Nên lấy đồ nữ làm chủ đề, khả năng thắng sẽ cao hơn. Mà chủ đề lần này là đồ nam, tương tự tỷ lệ thua của cô rất lớn. Anh đang giúp tôi hay đã kích tôi vậy? Tôi đang đứng trên góc độ khách quan phân tích chuyện này. Tôi hỏi cô, đặc điểm phong cách Trung Quốc thể hiện ở đâu trên trang phục? Hoa văn rồng, bay thêu, nhuộm giải hoa bằng sáp tơ lụa, khuy giờ chim thêu tay kết hợp cùng lụa Trung Quốc. Quá nhiều, một lúc tôi còn nói không hết. Những thứ cô nói hầu hết đều thể hiện trên trang phục nữ. Mà trang phục nam kiểu Trung lại là một loại duy nhất. Hình như là vậy. Cô nhất định phải thông hiểu về xu thế hiện hành của thời trang nam nhanh nhất có thể. Thời trang nhãn hàng quan trọng là nhu cầu của người tiêu dùng. Mà những phong cách đang thịnh hành gồm có vận động thoải mái, lịch sự tao nhã. Mà khách hàng DI nhắm tới là tầng lớp trung thượng lưu. Đây chính là nhóm người tiêu dùng lớn nhất trên thị trường. Phong cách và giá cả luôn là yếu tố quyết định thắng lợi. Mà nắm chắc thời trang và phong cách chính là giá trị của nhà thiết kế. Hiểu chưa? Cảm ơn nhé. Trước đây tôi chưa từng phát hiện làm nhà thiết kế lại cần học vấn tới vậy. Trước đây đúng là coi nhẹ nghề này rồi. Bây giờ biết thế nào gọi là nhà thiết kế thực sự chứ. Có thể thấy giám đốc Mộc chống đỡ được DI nhiều năm như vậy cũng tốn rất nhiều tâm huyết. Nếu thực sự thua cô ấy tôi cũng chấp nhận. Còn chưa thi đã nhận thua rồi sao? Nhưng mà thua cũng không thể thua không có cốt cách được. Anh đừng quên tôi cũng có sở trường. Cái này thì đúng. Nếu thiết kế của cô có thể kết hợp với thiết kế của giám đốc Mộc thì nhất định rất tuyệt. Chỉ đáng tiếc
Chị đáng tiếc giám đốc Mộc căn bản sẽ không công nhận tôi, phải không? Chủ tịch Đinh, lúc đầu anh ký hợp đồng với tôi thực sự là vì tôi ăn cắp bản quyền thiết kế của DI sao? Đúng. Nhưng mà sau đó lại phát hiện ra ưu điểm của tôi, có phải không? Ai nói tôi phát hiện ra ưu điểm của cô? Từ trên xuống dưới tôi chỉ toàn nhìn thấy khuyết điểm của cô thôi. Cứng miệng là sở trường của tôi, anh nhất định đừng học theo. Tôi vẫn quen Đinh Văn Hiếu nói chuyện sắc bén hơn. Chủ tịch Đinh, lúc nãy anh cười sao? Có sao? Thực ra anh cười lên rất hấp dẫn đấy. Chủ tịch Đinh, anh đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Như vậy không có bạn đâu. Con người là động vật sống theo quần thể, anh đừng để bản thân cô lập như vậy chứ. Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới cô. Cô lo cuộc thi đi thì tốt hơn. Phải rồi, anh không nói tôi quên mất. Tôi phải về làm việc. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Nhưng anh đừng quên chuyện người mẫu. Tôi đi trước đây, gặp lại sau. Mình đã cười, thật sao? Cuối cùng cũng xong rồi. Cuối cùng có thể ra mẫu để cắt rồi. Quên mất không đo kích thước của Đinh Văn Hiếu. Alo, quên đo kích thước phải không? Đúng là quên đo. Anh sao lại biết vậy? Không lẽ anh... Không lẽ anh lắp camera giám sát ở nhà tôi? Cô nghĩ nhiều rồi. Đây là suy đoán hợp lý thông thường của người mẫu. Cô không có kích thước thì cắt may kiểu gì? Thì đúng là đạo lý này. Nhưng mà anh cũng biết tiên tri quá đấy. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Lát nữa tôi sẽ gửi số đo cho cô. Đừng, số đo anh gửi không chuẩn đâu. Tôi cần chuẩn đến từng mm. Như vậy đi, anh đến tìm may một chuyến. Tôi đến nhà cô không sợ mẹ cô lại... Dì à, dì nghe cháu giải thích đã. Dì à, dì nghe cháu giải thích đi, dì ơi. Dì nghe cháu giải thích, mẹ làm gì vậy? Con đánh ra đi. Để mẹ dạy dỗ tên mặt cười giả thú này cho con. Con nói đi, con phải chịu những bức ức gì? Mẹ làm chủ cho con. Con không phải chịu quốc ức gì hết. Sao có thể chứ? Con phải còn phòng dám nói không? Thực sự là không có mà. Sao lại có thể như vậy? Đã mấy giờ rồi? Những người có chút liêm sĩ đều hiểu sự quan trọng danh dự của người phụ nữ. Mẹ à, tôi nói cho cậu biết, cậu kia, sau này đừng có bám lấy ngôn hạ nhà tôi nữa. Nếu không tôi không khách sáo với cậu đâu. Mẹ.
Vậy anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới tìm anh là được. Mau lên, đừng lề mề nữa. Cởi áo ra mau. Đo kích thước thôi mà, cởi áo làm gì? Cô làm gì vậy? Cởi áo ra, không có thời gian giải thích với anh đâu. Tôi... Cô định làm gì? Đứng yên nào. Xin lỗi nhé, tôi nghe điện thoại đã. Alo, Văn Hiếu, anh đang ở đâu? Em có chút việc muốn tìm anh nói chuyện, em đến chỗ anh. Anh đang ở bên ngoài bàn chuyện với bạn rồi. Bạn nào vậy? Em có quen không? Em không quen đâu. Anh xong việc sẽ đến tìm em. Anh không hỏi em đang ở đâu thì tìm em kiểu gì? Anh biết địa chỉ cũ của nhà máy DI. Đợi anh xong việc sẽ tới tìm em. Anh tắt máy đây. Còn ngay sau đó làm gì? Tiếp tục đo đi. Không lẽ anh tưởng tôi sẽ làm gì anh đấy chứ, Chủ tịch Đinh? Ai biết được. Tôi có mù đâu. Nghĩ lên tin rồi đấy. Tôi không có. Tôi chỉ là chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Vì vậy sao có thể chứ? Không phải anh có hôn ước với giám đốc Mộc sao? Làm gì chưa tiếp xúc phụ nữ? Sao cô biết? Tôi nghe đồng nghiệp trong công ty nói. Không thể nào. Bởi vì cả công ty chỉ có Mộc Linh Sang và Mạc Trần biết chuyện này. Đoán, tôi đoán như vậy. Cô không cần nói dối. Nói thật đi, ai nói cô biết? Chủ tịch Đinh à, anh xem cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Chúng ta thi xong rồi, thảo luận vấn đề này sao được không? Alo, Nguyễn Hạ, cô đang ở đâu? Tôi đang ở Thắng Năm Nhạc Nhòa. 20 phút nữa bắt đầu rồi, sao vẫn còn ở đó? Không lẽ cô muốn bỏ cuộc? Tôi không bỏ cuộc. Nếu không, thì tại sao lại không tới đây chứ? Cô làm cái gì vậy? Tôi đã nhờ Nhậm Hút đưa thiết kế tới. Các anh ấy sẽ tới ngay thôi. Chủ tịch à, kết quả của trận đấu này đành phải phiền anh báo cho tôi biết. Alo, Ngôn Hạ. Nếu không phải là Ngôn Hạ cầu xin, tôi còn lâu mới tới gặp anh. Ngôn Hạ làm sao vậy? Đừng có hỏi tôi. Tôi không bán đứng bạn của mình. Cầm lấy đi. Biến thái. Bây giờ các trận đấu đã kết thúc rồi. Alo. Alo, Chủ tịch à, có kết quả chưa? Vẫn chưa. Có kết quả tôi lập tức báo cho cô biết. Được. À phải, trang phục tôi thiết kế anh mặc vào cảm thấy sao? Có phải vô cùng vừa vặn không?
quả thực rất vừa. Anh có biết không, thật ra có người mẫu như anh, tôi cảm thấy rất khó may trang phục. Tôi nghĩ làm sao để có thể giấu đi những khuyết điểm trên cơ thể, làm sao để cho anh trở nên ấm áp hơn. Nhưng mà mặt của anh làm tôi phân tâm mãi, vì vậy tôi đành phải. Đành phải làm sao? Đành phải. Chủ tịch à, vừa nãy anh cười có phải không? Có sao? Thật ra anh cười lên rất thu hút. Đành phải ghi nhớ bộ dạng cười ngốc nghếch đó của anh, rồi khắc sâu nó trong tâm trí, thì tôi mới có thể hoàn thành được ba tác phẩm. Chủ tịch à, anh nói gì đi. Cô đang ở đâu? Mình có nên nói cho anh ấy biết mình đang ở bệnh viện không? Tôi đang ở nhà. Bệnh nhân Ngôn Hạ, đến lúc uống thuốc rồi. Cô để đó, lát nữa tôi uống. Cô ở bệnh viện? Bệnh viện nào? Tôi lập tức tới đó. Alo, alo, alo. Tôi không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Ngôn Hạ, cô bị bệnh nhập viện, sao lại phải giấu? Chủ tịch à, đây là chuyện riêng của tôi, anh không cần quan tâm. Cô bỏ lỡ trận đấu, tôi không quan tâm được à? Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Anh tới tìm tôi chẳng phải vì chuyện tôi nhập viện thôi chứ? Có phải đã có kết quả? Kết quả ra sao? Chủ tịch à, anh cứ nói đi, tôi chấp nhận được. Thiết kế của cô rất xuất sắc. Nếu không phải vì, nếu không phải vì anh, chắc chắn tôi đã thắng, đúng không? Anh đó, đừng có dồn hết trách nhiệm lên người của mình. Thật ra anh không nói tôi cũng đoán được. Giám đốc Mộc là nhà thiết kế hàng đầu của công ty, về tư cách và trách nhiệm đều hơn tôi. Một thợ may cỏn con, thậm chí còn chưa được đào tạo chính quy, có thể thi đấu với cô ấy đã là một sự khẳng định vô cùng lớn. Thật ra tôi cảm thấy nên cảm ơn cô ấy. Ngôn Hạ, thực ra đây là kết quả tốt nhất. Tất cả đều có thể quay lại như ban đầu. Có điều chủ tịch à, có thể phiền anh, sau khi tôi rời khỏi công ty, đừng truy xét tội ăn cắp bản quyền của tôi được không? Tôi không cố ý. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì thoát khỏi tội danh ăn cắp bản quyền rồi. Vậy tội danh của tôi thì sao? Anh có tội gì chứ? Tên cuồng nhìn trộm. Nhìn trộm là quán tính. Nếu muốn thoát khỏi cũng không phải là không có khả năng. Xin rửa tai nghe. Đầu tiên, anh phải thử tin tưởng người khác. Nếu như anh có thể duy trì được nụ cười, đã có thể tin tưởng người khác, thì coi như anh đã hoàn thành mỹ mãn. Cô đang khen tôi đó à? Tùy vào suy nghĩ của anh thôi. Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn anh. Lúc đầu, nếu không phải anh bảo tôi ký hợp đồng đó. Đinh Văn Hiếu, điều khoản áp đặt quá nhiều, tôi tạm thời không nói. Thời gian thử việc 3 tháng chỉ phát lương cơ bản. Bản hợp đồng này có đứa ngốc mới ký. Anh yên tâm, tôi không ký. Đánh chết tôi cũng không ký. Vậy thì cô quyết định bị khởi tố ăn cắp bản quyền đi. Nếu đơn kiện được chấp thuận, cô sẽ phải bồi thường tổn thất cả quý. Cô thấy tiền lương 3 tháng này có thể giải quyết được à?
con người của anh. Để kinh doanh tiệm máy mặt này chắc cũng tốn sức lắm nhỉ. Nếu không thì đã không gửi hồ sơ tới DI. Hơn nữa, lý lịch của cô làm việc ở công ty chính thức nào cũng sẽ bị đuổi. Bây giờ tôi đang cho cô cơ hội. Không được à? Tôi cũng sẽ không có cơ hội tới DI học hỏi. Chủ tịch à, tôi sẽ tuân thủ theo quy tắc của trận đấu, mau chóng rời khỏi công ty. Chủ tịch Đinh, tạm biệt. Ngôn Hạ, yên tâm đi, tôi sẽ không vì chút chấp ngã này mà từ bỏ ước mơ của mình đâu. Tôi sẽ luôn kiên trì với niềm tin của mình và sẽ luôn đấu tranh tới cùng. Cô sao vậy Ngôn Hạ? Tôi không sao. Tôi đã nói là cô phải nghỉ ngơi nhiều mà. Sao không biết lo bản thân vậy? Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? Bác sĩ. Chủ tịch Đinh, anh về trước đi. Tôi phải nghỉ ngơi rồi. Bác sĩ, cô ấy rốt cuộc bị sao? Giám đốc Đinh, tôi phải nghỉ rồi. Xin chào quý khách. Chủ tịch Đinh, nhanh như vậy đã đi làm lại rồi. Lúc nghỉ việc, có phải cô đã quên tạm biệt tôi không? Chủ tịch Đinh, không đúng. Giờ tôi đã không còn là nhân viên của DI nữa. Phải gọi anh là anh Đinh mới đúng. Anh Đinh, anh có thể đừng tới làm việc cuộc sống của tôi không? Không thể. Anh có thôi đi không? Chẳng phải anh đã hứa sẽ không truy cứu tội sao chép của tôi sao? Bây giờ tôi tự do rồi, không còn chút liên quan nào tới anh hay DI nữa. Đúng vậy, cô đúng là đã không còn liên quan. Tội của cô đã được làm sáng tỏ, nhưng không có nghĩa là cô đã tự do. Sao hả? Muốn bắt cóc tôi sao? Bắt cóc là phạm pháp. Tôi không làm chuyện phạm pháp đâu. Rốt cuộc anh có ý gì chứ? Thi đấu thua thì đúng là phải rời khỏi DI, nhưng không có nghĩa là cô không còn liên quan tới DI. Chẳng qua chỉ là đổi địa điểm làm việc thôi. Đừng quên cô đã ký hợp đồng gì. Hợp đồng không công bằng. Nếu vượt qua thời gian thực tập và trở thành nhân viên chính thức DI, hợp đồng sẽ có hiệu lực trong 5 năm, bắt buộc phải làm việc cho DI, không được chuyển nhượng tất cả các thiết kế. Nếu không, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ý anh là tôi đã hoàn thành thực tập và trở thành nhà thiết kế chính thức của DI sao? Vì thế mong cô hãy thực hiện đúng theo hợp đồng, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin lỗi, tại tôi vui quá. Tôi chấp nhận. Đúng rồi con nữa. Trong ngày hôm nay cô nhất định phải hoàn thành tất cả những thiết kế mà cô còn thiếu. Không vấn đề. Chủ tịch Đinh, việc này có phải là có chút khó không? Nếu trong hôm nay có thể hoàn thành thì tiền lương 50.000 tệ.
phải nộp trước 20 giờ, quá giờ không được tính. Không thành vấn đề. Vì 50.000 tệ tôi sẽ liều. Ai vậy trời? Giờ này còn gọi điện thoại, biết chọn thời gian ghê. Alo, chủ tịch Đinh, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giao bản thảo trước 20 giờ. Tôi đương nhiên tin cô rồi. Bởi vì 50.000 tệ mà. Lát nữa tôi sẽ tới năm tháng nhạt nhòa để lấy. Không thành vấn đề, nhưng anh đừng quên 50.000 tệ nhé. Yên tâm, tôi không quên. Được rồi, tôi còn đang bận, bye bye. Cô nàng này nhất định là vì tiền lương vẫn chưa kịp ăn tối. Chủ tịch Đinh, xin tới rồi, tôi sắp xong rồi, chỉ còn tấm cuối cùng. Chủ tịch Đinh, bản thiết kế tôi tranh thủ từng giây từng phút vẽ ra, tại sao anh không quý trọng vậy? Cái này coi như lỗi của tôi. Cô hoàn thành rồi. Thật sao? Phần thưởng. Yên tâm đi, không thiếu đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là ăn cơm đi. Sao anh biết là tôi chưa ăn? Nó nói cho tôi biết. Chủ tịch, anh đặc biệt tới đây để đưa đồ ăn đêm cho tôi đó à? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi với bạn ăn còn thừa gói về. Gói mang về. Đúng vậy. Tôi thấy cũng mới lắm mà, đâu có giống. Được rồi, đó không phải là trọng điểm. Cô nói tôi nghe thử ý tưởng thiết kế lần này. Ý tưởng thiết kế của tôi là thế này. Tôi chủ yếu dựa vào nhan sắc các ngôi sao nữ để tham khảo thiết kế. Về tổng quát tương đối giản lược, màu sắc cũng khá trầm. Tuy nhiên bố cục sẽ phức tạp hơn. Tôi sẽ thêm một chút hoa văn ở phần cánh tay hoặc ở phần đùi.